Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi thứ hai, ngày 6 tháng 8 năm 2018 của 12 con giáp. Tam hội cục che chở, tử vi hôm nay cho thấy người tuổi Tỵ được quý nhân che chở, cho lộc làm ăn phát tài, người kinh doanh dễ tìm được mối làm ăn tốt, nhờ thế mà buôn bán phát đạt, hàng hóa bán chạy hơn. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Cùng theo dõi Lịch Ngày Tốt nhé. Tử vi tuổi Tý, Tý Ngọ tương xung. Theo tử vi hàng ngày, người tuổi Tý có thể vì không kiểm soát được bản thân mà gây ra những hiểu lầm đáng tiếc, khiến cho chuyện tình cảm giữa bản mệnh và người ấy mắc những nút thắt khó gỡ. Con giáp này hễ gặp chuyện là không giữ được bình tĩnh, dễ dàng cáu giận, đôi khi chuyện chẳng có gì mà cũng làm ẩm lên, người ấy không thể chịu nổi mà chán nản, muốn buông xuôi dù tình cảm giữa hai người còn rất nhiều. Thương quan cũng cho thấy chuyện tình cảm ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của tuổi Tý và con giáp này khó có thể tập trung làm việc. Bản mệnh suy nghĩ vẩn vơ về những chuyện không đâu, vì thế mà có thể mắc sai lầm. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, cả giận mất khôn, chẳng giải quyết được gì. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, hãy tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra kết luận. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, đôi khi những gì ta thấy chưa chắc đã là tất cả sự thật. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, công việc gặp khó khăn do chính bạn mà ra. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, lờ đễnh có thể gây tai họa. Con số may mắn 3, 7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường xanh lục, trắng, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Thân, Tỵ. Tử vi tuổi Sửu, cục diện Sửu Ngọ tương hại có thể khiến cho người tuổi Sửu đánh mất tình yêu của đời mình. Bản mệnh dễ dàng để cho những cơn nóng giận khống chế bản thân, không còn suy nghĩ được gì đúng đắn, sáng suốt nữa. Chính ấn xuất hiện giúp cho tuổi Sửu bình ổn tâm tình và tập trung vào công việc để quên đi những khúc mắc trong tình cảm. Bản mệnh dồn hết tâm sức vào làm việc và đạt được những thành quả đáng mừng. Tuy nhiên, khi công việc đã xong, bản mệnh sẽ bị chuyện tình cảm làm cho rối ren. Nếu đã nghĩ kỹ, đã nhận thấy mình có sai sót thì đừng ngại gì mà nhận lỗi. Ai cũng có lúc sai, cái chính là chúng ta biết nhận ra lỗi sai của mình mà sửa đổi. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, điềm báo thăng tiến đang đến gần. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, tập trung làm việc sẽ mang tới thành quả bất ngờ. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, tình yêu có thể làm cho ta mù quáng. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, sai lầm sẽ dẫn bạn đến những nơi không ngờ tới. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, lời nói ngọt ngào bao giờ cũng có lợi hơn lời trách móc. Con số may mắn 2, 9, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần, xem tử vi thứ hai của 12 con giáp, người tuổi Dần được tam hợp quý nhân nâng đỡ, vận trình tươi sáng thấy rõ. Người độc thân có thể tìm thấy tình yêu vào lúc bản mệnh không ngờ nhất, nhưng duyên đến thì sao có thể trốn tránh. Thiên tài nhập cục, đường tài lộc của tuổi Dần hôm nay cũng có nhiều tin vui khi mà tiền bạc ào ào đổ về túi. Con giáp này có thêm nghề tay trái để tăng thu nhập cho mình. Tuy có chút vất vả, nhưng thành quả nhận về khiến cho bạn hài lòng. Người kinh doanh có cơ hội phát triển quy mô làm ăn của mình lớn hơn nữa. Nếu bạn nắm bắt được cơ hội này thì chẳng lo không có tiền tiêu. Bản mệnh cần tỉnh táo và sáng suốt để không bỏ lỡ thời cơ phát tài. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, hãy mua những gì bạn muốn khi có thể. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, đầu tư có lợi luôn là vấn đề cần quan tâm. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, tình duyên không ép buộc, nếu có hãy đón nhận. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, hãy gạt bỏ những mâu thuẫn không đáng có. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, bao dung và thứ tha sẽ giúp tình yêu thăng hoa. Con số may mắn 4, 6, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường đen, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão, Ngọ Mão tương phá, điềm báo tử vi cho thấy người tuổi Mão trong ngày đầu tuần công việc khó về suôn sẻ do các thành viên tranh cãi, bất đồng với nhau. Tập thể thiếu đoàn kết có thể kéo lùi bước tiến của tất cả mọi người. Bản mệnh cần phải suy nghĩ kỹ hơn trước khi nói hay làm bất cứ điều gì.
Có những mâu thuẫn có thể giải quyết được thì chớ nên làm ầm ĩ, hãy tìm cách để đôi bên hòa giải với nhau, hướng về mục tiêu chung mà phấn đấu. Tuổi Mão hôm nay có chính tài che chở nên đường tài lộc ổn định, không trải qua nhiều biến động. Bạn mệnh cần làm tốt việc của chính mình, chớ ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, hãy đặt lợi ích tập thể lên trên hết. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, bất đồng sẽ làm suy yếu sức mạnh đoàn kết. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, tập trung làm tốt việc của mình, thành quả bạn nhận được sẽ xứng đáng. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, bình tĩnh trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, có thể bạn đang mắc sai lầm. Con số may mắn 1, 7, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường đen, xanh dương, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Thìn. Xem tử vi ngày 6 tháng 8 năm 2018, người tuổi Thìn được thiên ấn nâng đỡ nên công việc giải quyết ổn thỏa, có khó khăn nhưng rồi cũng sẽ khắc phục được. Bản mệnh thậm chí còn nhân cơ hội này để thể hiện năng lực của mình với mọi người nữa. Hỏa dưỡng cho thổ, đường tình duyên của tuổi Thìn hôm nay cực kỳ tốt. Người độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ với nhiều người khác phái và khả năng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình là rất lớn. Các cặp đôi dần vượt qua những trở ngại ban đầu khi đến với nhau. Dù còn nhiều thử thách phía trước, nhưng tình yêu đủ lớn để bạn và người ấy quyết tâm vượt qua tất cả mà ở lại bên nhau. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, đừng để khoảng cách ngăn cản tình yêu. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, có khó khăn thì tất có giải pháp. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, hãy nuôi dưỡng trong mình tình yêu công việc. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, thành quả bạn nhận được tương xứng với công sức bạn bỏ ra. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, đừng để lỡ người chân thành với mình. Con số may mắn 2, 6, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, tam hội cục che chở. Tử vi ngày 6 tháng 8 năm 2018 cho thấy người tuổi Tỵ được quý nhân che chở, cho lộc làm ăn phát tài. Người kinh doanh dễ tìm được mối làm ăn tốt, nhờ thế mà buôn bán phát tài, hàng hóa bán chạy hơn. Thiên quan xuất hiện, kéo theo họa tiểu nhân quấy phá, tuổi Tỵ vì thế mà công việc cũng dễ gặp phải rủi ro hơn. Bản mệnh cần phải lưu ý hơn trong những mối quan hệ nơi công sở, là bạn hay thù chẳng thể biết trước được. Trước khi đặt lòng tin vào một ai, bản mệnh cần phải có thời gian tìm hiểu, suy xét kỹ càng, đừng để lòng tin đặt lầm chỗ gây hại cho mình. Bạn có thể sẽ phải hối hận vì đã không để tâm đến việc này ngay từ đầu. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, tin lầm người không khác gì lấy dây buộc mình. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, điềm báo tiểu nhân quấy phá. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, tiền bạc dồi dào nên có kế hoạch tài chính rõ ràng. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, tìm hiểu kỹ trước khi có ý định đầu tư. Con số may mắn 3, 9, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường đỏ, cam, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ có chính quan trợ mệnh, công việc suôn sẻ, không có nhiều điều cần phải lo lắng. Bản mệnh chỉ cần làm theo đúng kế hoạch đề ra là có thể thu được thành quả như mong đợi. Tinh thần trách nhiệm cao là điều mà con giáp này được cấp trên tin tưởng và đánh giá cao. Bản mệnh cần cố gắng phát huy để giành được nhiều thành công hơn nữa. Hãy tạo thêm động lực làm việc cho chính mình. Hỏa khí vượng có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của tuổi Ngọ ngày hôm nay. Bản mệnh nên tránh xúc động mạnh, không nên tức giận mà phải kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Tâm trạng thay đổi thất thường có thể khiến cho bạn gặp những vấn đề về sức khỏe đấy. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, công việc có thể mang đến cho bạn niềm vui. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, hãy tự tạo ra niềm vui cho mình. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, muốn sức khỏe tốt, hãy suy nghĩ lạc quan. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, có nhiều việc cần chúng ta phải trải nghiệm. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, dù thành công hay thất bại, đừng bao giờ hối tiếc. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường cam, hồng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Mão, Dần. Tử
Tử vi tuổi Mùi, ngọ mùi nhị hợp. Theo tử vi 2018, thì người tuổi Mùi nhờ thế mà đường tình duyên có những tín hiệu tốt lành, cặp đôi dần hóa giải được những khúc mắc và không còn tranh cãi vì những vấn đề nhỏ nhặt nữa. Người độc thân có thể được ai đó để mắt đến. Sự ấm áp, chan hòa trong tính cách của con giáp này khiến cho đối phương không khỏi rung động. Tuy nhiên, tình yêu cần đến từ hai phía, quyền lựa chọn nằm trong tay bạn. Chính ấn mang đến cho con giáp này cơ hội thăng tiến khá tốt, chỉ cần bản mệnh làm tốt việc của mình một cách tốt nhất là có thể có được những cơ hội đảm nhiệm trọng trách lớn lao mà cấp trên tin tưởng. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, tình duyên tốt, hãy lắng nghe trái tim mình. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, điềm báo thăng tiến đến rất gần. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, hãy làm tốt công việc của mình. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, dù có chuyện gì xảy ra, hãy nhớ luôn có những người yêu thương bạn. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, làm gì cũng hãy nghĩ đến những người đang chờ bạn ở nhà. Con số may mắn 1, 6, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường nâu, cam, quý nhân phù trợ, người tuổi Hợi, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Thân, Tỷ Kiên xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Thân. Con giáp này nhờ thế mà không hề nao núng khi đối mặt với những thử thách trong công việc. Dù có những khó khăn trước mắt, nhưng bạn vẫn quyết tâm chinh phục được mục tiêu đã định. Có điều, kim hỏa xung khắc cho thấy bản mệnh có phần đam mê công việc mà để lơ là gia đình của mình. Người ấy có thể không hài lòng khi bạn không có thời gian chăm sóc cho tổ ấm gia đình. Bản mệnh nên tìm cách sắp xếp công việc cho hợp lý để không bị ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư. Sự nghiệp mà bạn đang theo đuổi có thể rất quan trọng, nhưng bạn có chắc mình cần sự nghiệp hơn gia đình không? Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, quyết đoán sẽ mang tới kết quả tốt hơn. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, hãy tin vào năng lực của mình. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, đừng tranh cãi khi tức giận. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, tình yêu có thể nát tan vì lời nói vô tình. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, yêu thương hay khổ buồn, đó là lựa chọn của bạn. Con số may mắn 2, 5, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường trắng, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu, kiết tài giáng họa. Tử vi ngày 6 tháng 8 năm 2018 có thể sẽ mang tới cho con giáp này tin buồn khi mà tuổi Dậu gặp họa phá tài. Bản mệnh thấy trông chênh khi mà tiền bạc trong tay bỗng nhiên biến mất, không dấu vết. Con giáp này cần phải thận trọng hơn trong các mối quan hệ của mình. Đừng vội tin lời một ai mà đổ cả đống tiền vào đầu tư. Cuối cùng mới nhận ra mình đã tin sai, tin lầm người, không tìm hiểu kỹ thông tin mà đã gặp phải dự án ảo. Ngũ hành xung khắc còn dẫn đến những lục đục mâu thuẫn trong đời sống gia đình. Khả năng cao là các cặp đôi sẽ nảy sinh tranh cãi do chuyện tiền bạc. Trước khi tìm được cách giải quyết, có lẽ bạn nên bình tĩnh hơn. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, tiêu tiền cũng cần phải có kế hoạch. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, nếu có vấn đề gì, hãy tâm sự và chia sẻ cùng nhau. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, đừng mua những thứ không thực sự cần thiết. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, tiết kiệm luôn là phương cách để bạn vượt qua lúc ngặt nghèo. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, chiến tranh lạnh không giải quyết được vấn đề gì. Con số may mắn 3, 8, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường bạc, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, Tuất Ngọ bán hợp. Đường tình duyên của tuổi Tuất nhờ thế mà khởi sắc không ngừng, đào hoa vô số, con giáp này tìm được người mình thầm thương trộm nhớ đã lâu. Duyên phận vẫn đưa đẩy đến giờ mới kết được tơ duyên. Các cặp đôi bỏ qua mâu thuẫn, xóa bỏ nghi ngờ và giúp cho tình yêu thêm thăng hoa rực rỡ. Thì thoảng hãy tạo ra bất ngờ cho nhau để mối quan hệ giữa hai người luôn được làm mới, không bị ảnh hưởng bởi những sóng gió cuộc đời. Thiên ấn giúp sức, con giáp này đạt được những bước tiến lớn hơn trên con đường công danh sự nghiệp. Bản mệnh biết được thế mạnh của mình nằm ở đâu và tận dụng thế mạnh đó một cách triệt để. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, hãy để khoảng cách thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, phát huy năng lực của mình, bạn sẽ không hối hận. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc,
có những điều chỉ khi bắt tay vào làm mới thấy dễ hay khó. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, đừng bỏ cuộc khi bạn chưa bắt đầu. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, thay vì tranh cãi, hãy trò chuyện nhiều hơn. Con số may mắn 4, 7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, trắng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Thân, Dần, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi, thực thần xuất hiện mang tới nhiều cơ may tài lộc cho người tuổi Hợi. Con giáp này nhanh nhạy nắm bắt thị trường và không bỏ qua những dịp để thu lợi về tay. Bản mệnh có thể sẽ thu được lợi nhuận khá lớn ngày hôm nay. Thủy hỏa tương xung, chuyện tình cảm của tuổi Hợi cũng vì thế mà chịu nhiều ảnh hưởng. Bản mệnh thiếu tự tin vào người ấy và có những mối nghi ngại về tương lai phía trước của hai người. Có lẽ bạn cần thêm thời gian để đi đến quyết định cuối cùng. Trước khi mọi thứ trở nên quá muộn màng, chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu kỹ mọi điều. Khi yêu, hãy mở to hai mắt và nhìn kỹ mọi thứ. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa, thời gian sẽ cho bạn câu trả lời. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, đừng vội vàng mà phải hối hận. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc, vận may tài lộc tới, đừng bỏ lỡ. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, nếu có cơ hội kiếm tiền, hãy nhanh tay nắm bắt. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, dùng khắc không phải chỉ ngày 1, ngày 2 là giải quyết được. Con số may mắn 5, 9, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường trắng, bạc, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Sửu, Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của lịch ngày tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.